Và cái cao răng nó hình thành như thế, vậy thì nó có tác hại gì? Nó có tác hại gì dẫn đến cái việc là chúng ta có nên lấy cao răng hay không? Và tại sao chúng ta cần phải lấy cao răng đấy? Cao răng nó có rất nhiều tác hại cho răng cũng như là lợi mọi người nhé. Có thể kể đến như là đầu tiên là nó sẽ tạo ra một cái môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sống. 1 mg cao răng thôi nó có chứa tới 1 tỷ cân vi khuẩn mà. Nếu như mà cân lên ý, cứ một cân cao răng, phải một cân nói phóng đại, một cân cao răng thì nó lại có tới 7 lạng là con vi khuẩn rồi, rất là nhiều luôn. Và những cái vi khuẩn này nó ảnh hưởng đến men răng và bạn có nguy cơ mắc các bệnh lý về nha khoa nó cao hơn, chắc chắn điều đó với bạn luôn. Nó sẽ gặp nhiều cái vấn đề về các bệnh lý nha khoa hơn đó. Cái yếu tố thứ hai là vi khuẩn có trong cao răng thường nó chứa độc tố khiến cho những cái phản ứng viêm xảy ra như là viêm lợi này, viêm ổ răng này, tiêu xương khiến bạn mất chỗ bám đi và răng lung lay, thậm chí là cần phải nhổ bỏ răng nữa, rất là nhiều hệ lụy, đúng không nào? Cái yếu tố thứ ba mọi người cần lưu ý ở đây, thường là khi mà mọi người bị cao răng thì nó sẽ có những cái cảm giác ê buốt khi ăn và vệ sinh răng miệng thì nó sẽ không hề dễ dàng một chút nào luôn. Đánh răng buốt, ăn đồ nóng buốt, ăn đồ lạnh buốt, làm cái gì cũng buốt. Đấy là một trong những cái yếu tố nhé. Một cái yếu tố là do cao răng, nó sẽ gây ra tình trạng ê buốt, nhớ nhá. Cao răng nó gây ra tình trạng ê buốt khi ăn và vệ sinh răng miệng nó sẽ không dễ dàng một chút nào luôn. Cái điều nữa gây ra cảm giác khó chịu. Nhiều người khó chịu nhưng mà có những người người ta quen luôn ấy, quen với cảm giác là có cao răng luôn. Nhưng mà chắc chắn với các bạn là có cao răng nó sẽ gây ra vấn đề là mất tự tin cho bệnh nhân, do vấn đề là đánh răng bị chảy máu này, do vấn đề hôi miệng này. Cao răng là hôi miệng nhá, nó vi khuẩn mà. Đó. Cái nữa là nó ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Vì khi mà mọi người nói hay cười ấy, thì nó sẽ lộ ra cái phần cao răng, nó có màu sậm hơn. Nó mất thẩm mỹ, nó không đều màu mà. Với những người hay uống cà phê, thuốc lá thì cao răng sẽ có màu đen nữa cơ. Đó. Nên là mọi người nên hết sức lưu ý nha. Còn một cái tác hại nữa cực kỳ nguy hiểm là vi khuẩn từ sâu răng. Nó có thể lây lan và gây ra các bệnh lý ở vùng miệng này, vùng họng này và các vùng niêm mạc miệng, gây ra các vấn đề như là viêm niêm mạc này, viêm họng, viêm amidan. Đó, rất là nhiều vấn đề nữa.